để mình tới mình tìm cái thằng kia hử? Không biết có từ từ để mình qua cái nhiệm vụ nó có dính không à? 130 mấy rồi chết bà luôn à. Vậy dính mày ta lắm. Cái thằng mà bắn đất quý á, trời đất ơi. Rồi luôn sang phim. Mình tới mình tìm cái thằng bắn đất quý á. Hy vọng đừng đừng có gần nữa nha. Cái thằng bắn đất quý. Trời trời sót quá gần quá. Rồi luôn rồi, thôi phải dính cái đó rồi. Đến vị trí nắm quỷ xuất hiện để điều tra. Rồi luôn, dính luôn rồi. Bao tài. Rồi, thôi, cái này là cái nhiệm vụ sự kiện có thời hạn nè, nhiệm vụ. Cái event đó. Thôi, sẵn luôn luôn. Mình tìm cái thằng bán đá quấy kia mà không rõ à. Không nhớ rõ là ở đâu. À, không lẽ tôi bị hoa mắt rồi sao? Thứ lơ lửng trước mặt tôi khi nãy hình như là một con nấm quỷ. Chẳng lẽ nấm quỷ của Sumeru đã xâm nhập và xâm chiếm Fountain rồi ư? Dinh, chúng ta mau tới đó xem thử đi. Ok. Thiruna. Thiruna là con đà. Cảm ơn cô đã hợp tác kiểm tra đã hoàn tất. Các đồng đội của cô cũng được xác nhận là an toàn. Chúng sẽ không gây ra bất kỳ mối đe dọa nào cho công dân phong tan cũng như môi trường sinh thái. Căn cứ theo luật quản lý sinh vật bên ngoài của phong tan và quy tắc kinh doanh của quận Liên, cô có thể tiếp tục tổ chức hoạt động rồi. Ok, làm phiên rồi. Tiểu thư Thu đi nào. Chưa biết tay nè à. Không ngờ quá trình tổ chức sự kiện ở Fontaine là phức tạp đến vậy. Nhiều hơn khoảng 10 giai đoạn so với ở cảng Omos. Một sư cảng. Cảng Omos là tiếng Trung nó cái gì à? Một sư cảng gì đó. Có vẻ như trước đây tao chưa chuẩn bị đầy đủ lắm. Hay đừng tự trách bản thân. Cô và những người bạn nắm quỷ này đúng là những vị khách đặc biệt đó. Sảnh chấp pháp ít khi tiếp xúc với các loại nắm quỷ bên ngoài, phải thận trọng làm việc nên mới mất nhiều thời gian để quan sát và đánh giá hơn. Tiếp theo tao sẽ chuyển ý thức của cô cho các thành viên khác trong đội hiến binh. Nếu như nhìn thấy sâu ban vàng và ngôi sao bạc trong truyền thuyết thì các thành viên trong đội sẽ thông báo cho họ đến nơi này tìm cô. Chúc sự kiện đáo nắm chiến thuật của cô diễn ra suôn sẻ và có khoảng thời gian thú vị tệ để sẵn phong tên. Nếu có yêu cầu gì thì tao sẽ có mặt ngay à. Ồ, chắc không phiền đến cô nữa đâu. Họ đã tìm đến đây luôn rồi. Đâu, ê, quen biết gì đâu trời. Đợi đã, sao băng vòm và ngâu sao vòm à, ý nó mình đó hả? À, mà cô nói là hay vậy à, con quét con ra nó biết mình hả à, con ra nó biết mình hồi trước mình gặp con ra chưa ta, chưa tiếp xúc mà ta. Ê, giới thiệu vậy là hay vậy ư? Chiến lực siêu cấp vô địch à. Con nó biết mình do hồi xưa mình đâu nắm nè à. Chiến lực siêu cấp vô địch này xấu. Bề mò. Hả? Sao hai người lại đột nhiên chuyển hướng xong chúng ta vậy? Cái biệt danh kỳ lạ đó nữa. Hai hai vị vẫn như ngày nào nhỉ? Rạng rỡ, tươi sáng, khiến người ta cảm thấy yên tâm mỗi khi xuất hiện. Cô lệ à? Có phải tao đã gặp qua cô ở đâu không? Bài mòn. Tao cũng thấy giọng nói này rất quen. Hình như đã nghe qua ở đâu đó rồi thì phải á. Nhìn lần da hơi rám nắng của cô, hình như cô không phải là dân bản địa của ở Phong Tan thì phải á. Trời đó, tao có chút ấn tượng rồi. Mặc dù tao cũng thấy không dám tin cho lắm. Chẳng lẽ là Haniza
là Haniza luôn giúp chúng ta chăm sóc cho nón trống tròn sao? Và các đồng đội nóng quỷ đúng không? À, đúng rồi. rồi mình nhớ con rồi. Hồi xưa mình tới đây mình tới chỗ con này mình gửi mấy cái nón cho nó quản lý, mình gửi mấy con nấm cho nó quản lý nó nâng cấp. À, đúng vậy. Học Subuchia sơ ban vào mà ngâu sơ bỏ. Bộ quần áo mới thật sự rất đẹp. Hồi xưa nó bận bộ đồ khác. Bộ đồ đã ở đâu vậy? Nước nào vậy? Đồ đó của phong tan luôn mà. Bài mòn. Chúng tôi hoàn toàn không nhận ra luôn đó. Cô thay đổi nhiều quá. Cách nói chuyện cũng khác nữa. Mà tại sao lại như vậy? Lẽ nào là để tạo cảm giác trang trọng khi dẫn theo các đồng đội nắm quỷ du lịch tại Phong Tên sao? Khổ. Còn đây đang nói nè. Thật ra đề sảnh Phong Tên không có yêu cầu về trang phục đối với du khách. Ngay cả khi mặc trang phục sang bán giản dị cũng sẽ không bị người khác kỳ thị đâu. Trang phục của cô Haniza không chỉ đáp ứng được yêu cầu về trang trọng mà còn rất xinh đẹp nữa. Cảm ơn cô nhé. Được mọi người công nhận như thế thì tao còn tự tin hơn rồi. Quay lại chuyện chính nào. Lần này tao đến Phong Tan là để tìm kiếm nhà đầu tư cho cuộc thi nấm quỷ, đồng thời giới thiệu những điểm đáng yêu của nấm quỷ cho mọi người để thu hút thêm khán giả. Dù gì thì tao cũng đang làm việc xuyên quốc gia, người Phong Tan lại rất chú trọng an mạc, cho nên tao cũng phải nhập doa tùy tục chứ. Vì vậy Soka đã đặt mua bộ trang phục này cho tao, và cũng đã thực hiện một số buổi đào tạo để cải thiện lời ăn tiếng nói và hành vi cử chỉ của tao. Bày mòn hỏi Soka hình như là vị tiểu thiết gia đã bị chúng tao đánh bại trang dễ đáo đúng không? Sau đó đi theo cô để giúp chăm sóc cho nấm quỷ hả? Không ngờ Soka là biết nhiều về văn hóa nước ngoài như vậy. Sao cô ấy hiểu biết nhiều thế nhỉ? Rồi còn đây nữa. Không chỉ vậy, nếu hai vị vẫn còn ấn tượng về trò chơi kỳ trận nắm linh trước đó thì cũng có thể thử trò đáo nắm chiến thuật máu này. Trước đây cách chơi của kỳ trận nắm linh là điều khiển những loại nấm quỷ để đánh bại các cơ quan trên sân. Phản ứng của mọi người khi trò chơi vừa ra mắt không tệ, nhưng hơi thiếu tiềm năng để chơi lâu dài. Vì vậy mà nhanh chóng mất đi sức hút. Vì vậy, Soka đã kết hợp mô tả từ các tài liệu và tiểu thuyết khác nhau, thay thế chúng thành các quân cờ mô phỏng đối thủ. Từ đó tạo thêm tính đa dạng cho trò chơi. Bây giờ Soka đang thảo luận về việc quảng cáo trò chơi trên tờ báo chim hơn nước. Hiểu sơ sơ rồi. Sự kiện đấu nắm chiến thuật đó có phải là trò chơi trên bàn này không? Trên cái bàn đó hả? Mô phỏng đối thủ nghĩa là chỉ huy các quân cờ nắm quỷ để đấu đầu với các sinh vật khác rồi. Cả hai bên đều có thể di chuyển sao? Nghe có vẻ phức tạp hơn nhiều đó. Nhưng theo như trước đây thì cô còn muốn xử lý một số chi tiết nhỏ trước khi hoàn thiện trò chơi đúng không? Haha, đó là sở trường của chúng tôi đấy. Có việc gì chúng tôi có thể giúp không? Còn này con đây đang nói nè. Khẩu không cần lo đâu. Những vấn đề kia chúng tôi đã xử lý xong rồi. Haniza và đáo nắm chiến thuật của cô ấy đã được nhận khoản tài trợ từ Viện Khoa học Phong Tan. Mọi thứ đều đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Được viện tài trợ rồi. Dù chưa xong đi nữa thì tao y Turina, người làm việc chăm chỉ nhất trong đội tuần tra đặc biệt, cũng sẽ không cho phép hề vị khách quý đây phải vất vả đâu. Khách xấu quá.
Dù sao thì các vị cũng thuộc hạng chiến lực siêu cấp vô địch. Còn Haniza là thương nhân nước ngoài quan trọng, nên việc cõng con như thế cứ để cho chúng tao lo là được. Bài mòn. Hóa ra cô thuộc đội hiến binh sao? Tao còn tưởng là người phụ giúp của Haniza thuê chứ. Đúng là đáng tin cậy thật mà. Thất lễ rồi, thất lễ rồi. Ôi, hề vị chiến lực siêu cấp vô địch đã công nhận tôi rồi à? Tôi đã được các anh hùng công nhận rồi. Bây giờ không phải là lúc để nói chuyện này. Là một thành viên mới của đội tuần tra đặc biệt, tôi có nghĩa vụ giám sát và hỗ trợ giải quyết những rắc rối mà đội hiến binh không xử lý được. Nếu sự kiện của nấm quỷ mang đến lợi ích kinh tế cho phong tên, thì tôi cũng xem như đã tích lũy được kinh nghiệm rồi. Như vậy tôi sẽ được đội trưởng xem trọng hơn. Baymon, cô đừng quá nghiêm túc, chỉ là một trò chơi thôi mà, thả lỏng nào. Trong quá khứ thì những việc liên quan đến các bạn nắm quỷ thân thiện này cũng đều rất vui. Rồi còn đây nói, tôi có một đề xuất. Trước đây tôi và Soka đã chơi đấu nắm chiến thuật hàng trăm lần rồi, nhưng chúng tôi chỉ có hai người, trong khi khách hàng thì mỗi người mỗi khác. Đúng lúc sơ băng vàng và ngôi sơ bọt đều có nhiều kinh nghiệm, lại có thêm tiểu thư từ giờ này đầy trách nhiệm đây nữa. Nếu như mọi người có thể đáo về vấn thì sẽ khống phá ra được rất nhiều giới hạn trong lối chào, rất có ích cho việc kể thiện thiết kế kể tiếng. Được rồi, đến lúc chào trò chào đây. Ok, còn đài nói, vì đây là trò chơi mà hệ vị chiến lực siêu cấp vô địch thích, thì nó sẽ làm phang phấu thêm cho lý lịch làm việc của tôi. Tất nhiên tôi cũng sẵn sàng chơi cùng rồi. Có điều xin hãy nhả ta với tôi nhé. Ok. Ủa và là chơi luôn hả? Cái này nó mở thấy luôn rồi. Trời đất, sao mở thấy sớm vậy? Nói chuyện, ủa không cho nói chuyện với Haniza à? Đó một quán nào, có điều xin hỏi nhà tao, nhà tay với tao nhé. Đâu với nó hả? Để cơ bản được Haniza chỉ đạo thiết kế nguyên mẫu cờ đối thủ, được kết hợp từ những ma vật thường gặp nhất trên tay vết, là sợi mây hỏa và bộ đồ Helichun búa lửa. Đặc tính đơn giản trực quan, giúp người cha máu tiếp cận đấu nắm chiến thuật có thể nhanh chóng nắm bắt cách thức chiến đấu hiệu quả. Theo đánh giá của Suka, đốm mà vật này như nhân viên được thuê bởi hiệp hội nhà mạo hiểm vậy, chuyên phụ trách những thứ thử thách đầu tiên của người máu. Nói thì nói vậy, Suka cũng không có ý định trả lương cho chúng. Cô ấy thậm chí còn chưa đăng ký ở hiệp hội nhà mạo hiểm, hội phí cũng chẳng đáng. Với Taruna ở đội tuần tra đặc biệt, những ma vật này cũng được coi là đối thủ quá quen thuộc. Khá quen thuộc, cũng giấc chỉ huy chúng đương nhiên sẽ rất kỳ diệu. Thế đã thư viện ở nè, xin thông tin à. Nhiều quá vậy. Thôi cứ chơi đi, mày mình ghét tạc quá nè. Cứ chơi đợi đi ha. Rồi nút chơi ở đâu đấy? Không biết chơi vậy. Bắt đầu để đi. Cần chọn tối thiểu một nấm linh nhỏ là trận. Đây, kích vô đây. Vậy thế hả? Chơi luôn. Rồi. Nhấp vào biểu tượng nắm linh nhỏ hoặc sử dụng phím tác để thay đổi nắm linh nhỏ đơn chỉ huy. Ngoài ra có thể thông qua nút chọn toàn bộ để chọn nhanh tất cả nắm linh nhỏ. Nhấn vào vị trí bất kỳ hoặc đối thủ để chỉ huy nắm linh nhỏ di chuyển đến vị trí đó, hoặc
tấn công mục tiêu chỉ định. Thông qua ký hiệu màu trắng để xác định mục tiêu giao chiến của từng nhóm lính nhỏ, thông qua đường màu đỏ để xác nhận mục tiêu công kích của kẻ địch. Tiêu hao băng linh kỳ diệu là cái đây này. Thi triển kỹ năng hồi phục theo thời gian. Đá với tên là Baymon. Baymon ra trận. Đá với tăng binh nè. Còn này chiêu A mày. Cái này là sao cái số nam mà sao ta? Kích hai á. Mày. Đâu đè đi. Hai. Mỗi con nó có mỗi cái kỹ năng gì nữa. Mày. Quốc đệ hết. Thoát khiêu chiến. Mỗi con có mỗi kỹ năng. Ok, vậy là sao rồi. Không biết cốt truyện nó còn dài không biết. Ôi, mạnh quá. Cứ như bắt khỏi chiến bè vậy. Chơi thêm hề ván nữa nhé. Hãy chỉ bổ thêm cho tao ván. Tao thật sự giỏi như vậy sao? Khen tao cũng vô ích thôi. Nuốt quá rồi. Chúng ta chỉ đoàn chơi trò chơi thôi mà. Đây. Đừng khiêm tốn như thế chứ. Trò chơi này có thể phản ánh tư duy chiến thuật của người chơi đó. Vị trí của năm linh, mục tiêu cần đấu mạc, tốc độ sử dụng kỹ năng, khả năng hỗ trợ lẫn nhau, tất cả đều phải tính toán cẩn thận. Các vị không thể hạ khóa huấn luyện chỉ huy của sảnh chấp pháp, vậy mà vẫn có thể triển khai chiến thuật một cách thành thạo như vậy. Hê vị không chỉ có chiến lực siêu cấp vô địch, mà còn là trùm cuối siêu cấp vô địch đó. Hê vị có muốn làm việc tại sảnh chấp pháp không? Chắc chắn sẽ nhanh chóng trở thành đội trưởng, thậm chí là thành viên nàng cốc. Được, tiền lương là bao nhiêu? Kênh này tôi không chắc lắm, nhưng tôi nhớ về năm trước thì mức lương hàng tháng của một hiến binh thông thường là khoảng 300.000 mora. Giờ chắc nhỉnh hơn một chút rồi. Wow, nhiều thế. Tôi muốn mỗi tháng 300.000 ra là bao nhiêu vậy? Cũng thấy con số này quen quen. Ủa sao Baymon nó không biết xem Mora ta? Kỳ vậy? Còn chưa đủ để Baymon ăn đâu. Không đáng được mất vài chục triệu. Không đủ để Baymon ăn nữa. Đành chịu rồi. Sảnh chấp phốt chỉ là cơ quan chấp hành. Phần lớn kinh phí đến từ tiền thuế của người dân Fontaine. Này mất lương sẽ không cầu lắm. Cô Turana, tao hiểu tại sao cô lại đánh giá cô sơ băng vòn và ngâu sơ bọt rồi. Nhưng họ có nhiệm vụ đi du lịch khắp Tây Bắc, giúp người dân ở các quốc gia khác nhau giải quyết vấn đề và tiêu diệt quái vật. Với tư cách là người được họ giúp đỡ qua, tôi cũng mang là sẽ có nhiều người được họ giúp đỡ hơn nữa. Qua miền ba là gieo hạt giống công lý và hòa bình đến khắp Tây Bắc, đúng là lớn lâu hơn nhiều so với việc trở thành hiến binh của phong tan. Vậy thì tôi chỉ có thể tra thêm về ván với hai vị để tìm hiểu thêm về chiến thuật rồi. Baymon Hania đang nói chuyện với con đây. Tôi vừa nhớ ra một chuyện quan trọng. Rồi, Baymon muốn hỏi về nón trống tròn đúng không? Nón trống tròn và ngọn lửa hăng hoan đang ở bên kia. Tiểu thư Turina cũng sắp xếp người chăm sóc cho chúng rồi. Như lần trước, tôi cũng đã chuẩn bị sẵn rau cao kỳ diệu rồi.
Hê vậy có thể vừa chào với nấm quỷ vừa chào chúng em. Bên ngoài à, hay quá. Hai ninja còn ngày còn chu đấu đó. Dinh, chúng ta chơi thêm một ván đấu nắm chiến thuật với Turina rồi đi tham nón trống tròn nhé. Chơi thêm hả? Chào chào. Kích từng con sờ chiêu hết luôn. À cái năng lượng nè đó. Cái năng lượng nếu mình sờ chiêu A nè. Kích đệ ra đi mà. Chưa tới những cái mòn khó thì không cần suy nghĩ nhiều đâu. Này cứ quất đệ ra thôi. Cho lửa à, gió farm đi. Farm nè. Cái số nam là cái gì ta? Không hiểu ta. Nhân vật dự bị à. Nó nói gì biên trế là không biết. Để lưới sắm. Không hiểu. Kệ để cho nó nói vậy nói. Tháng là được rồi. À, sao đó hả? Hanija nói chuyện với Hanija. Quả nhiên dù là cấp Nilobata kỳ trận nắm linh hay đấu nắm chiến thuật thì chiến lược của hai vị cũng rất độc đáo. Tôi cũng phải cố gắng mới được. Vậy cho thêm một quán đấu nắm chiến thuật nhé. Không thành vấn đề. Nếu thử kết hợp với các loại nắm khác nhau có thể thấy được hiệu quả bất ngờ đấy. Cố gắng gì đấy khẩu xếp sơ ban vàng và ngọc sơ bọt. Gọi mình là sếp hả? Hai vị cũng thấy thế nào khi chơi đấu nắm chiến thuật? Gọi sếp nghe xa cách quá. Bề mòn chúng ta là bạn bè cơ mà, gọi như vậy sẽ có cảm giác như cấp trên cấp dưới mắt nghe không quen. Okay. Còn đây nói nè. À, trong những sự kiện theo dõi công khai thế này thì tao sẽ là nhân viên ban tổ chức, còn hai vị là người ra quyết định cuối cùng. Trong cuốn sách 500 câu hỏi khi tổ chức sự kiện có nói chúng ta nên chú trọng đến lễ nghi, cho nên không thể xưng hô lung tung được. Nó không chừng sau này tao sẽ còn mời hai vị đi tham nhà tài trợ để thảo luận về các phương án tiếp theo đó. Ví dụ như nhà tài trợ của sự kiện đấu nắm chiến thuật lần này là nhóm phát triển phong to rồi lẽ cái bọn anh nữa. Quảng cố hoài. Đúng là tôi cũng có thể làm sếp một thời gian. Thôi làm sếp phải chịu trách nhiệm cho nhiều thứ lắm. Ý là nếu như đối tác cũng thấy sự kiện không tốt thì họ sẽ cho rằng đây là trách nhiệm của sếp đúng không? Bề mòn cũng có thể lắm chứ. Dù gì cũng là sếp, chúng tôi là có chút tiếng tăm. Khi có chuyện thì họ cũng chỉ biết trách chúng tôi thôi. Dù lúc đó có giải thích thì cũng sẽ rắc mắc thời gian. Vậy thì sẽ gây thêm phiền phức cho Hanija đấy. Có lý nhỉ. Trước đây tôi chưa từng nghĩ đến chuyện này. Ta hiểu rồi, đúng là sao về các mối quan hệ xã hội thì tao cũng thua hơi vị thật. Vậy thì sau này tao sẽ thận trọng khi xưng hô.
Không, tôi nên cân nhắc giao tiếp kỹ lưỡng hơn với những người không phải lính đánh thuê. Chúng ta quan tâm đến tình hình của cô hơn. Baymon, à đúng đó, Hanija. Đã lâu rồi không gặp. Cô thay đổi nhiều quá. Chắc để trải qua rất nhiều chuyện đúng không? Tôi sao? Tôi cũng thấy cuộc sống trước đây của tôi khá yên bình. Sau khi từ cảng Omos trở về, Suka đã dạy cho tôi nhiều từ vựng và ngữ pháp, giúp tôi đọc được nhiều loại sách hơn. Tôi cũng thấy lượng kiến thức của mình chỉ vừa đủ, ngưỡng của học sinh có trình độ thấp nhất thôi. Đỡ lẽ tôi đã giúp Suka rèn luyện sức mạnh thể chất, cũng như dạy cô ấy nhiều về kiến thức về sinh tồn trong rừng mưa. Có lẽ vì Suka rất quan tâm đến cuộc sống của lính đánh thuê nên cô ấy luôn rất hèn hé. Tôi đã đưa cô ấy đi gặp nhóm lính đánh thuê cũ của tôi. Nà ní, cô ấy cũng nhanh chóng trở nên thân thiết với họ. Điều làm tôi ngạc nhiên là trên đường trở về, chúng tôi đã gặp một đám ma vật. Suka đã hạ gục tất cả chúng chỉ sau vài đòn. Cô ấy đúng là rất có năng khiếu. À, chúng ta có thể mong chờ tiệc tóc đến từ Suka đấy. Mong là cô có thể vào học. Rồi ok. Baymon, trước đây tôi còn nghĩ Suka rất yếu đuối, không ngờ lại giỏi đánh đấm như thế. Là một nhà vang đã tham gia giải đấu luyện thú, sinh tồn trong rừng mưa và phiêu lưu cùng lính đánh thuê. Câu chuyện được viết bởi Suka chắc chắn sẽ rất đặc sắc. Và con đai nói, tóm lại, chúng tôi rất cảm ơn hai vị. Chúng tôi đang trải qua những giây phút thật sự ý nghĩa. Cứ nói về cót nắm quỷ trước đã. Yên tâm nhé, sao băng quà. Trước đó, tôi và Soka đã mua rất nhiều vật liệu ở cổng Omos để mở rộng doanh trại. Sau đó, còn lồn ra được rau cao kỳ diệu, loại kẻ tiếng hương vị. Nón trống tròn và những con nấm quỷ khót, ăn uống rất thoải mái. Không cần ra ngoài cũng có thể chơi đùa quanh đó mà không thấy buồn chán. Khi chúng ra ngoài, chúng cũng rất thân thiện với heo nấm, chim hoàng hồng hay thú thù hờn. Đôi khi chúng còn cưỡi thú thù hờn đi dỗ nữa. Về mặt, nghe sang, tôi cũng muốn đi chơi ghê. Nè. Tuy nhiên thì cô Nasa, người trước đây chịu trách nhiệm kể tiếng ngọc trí tuệ, đã gặp phải vấn đề nào đó, có vẻ như cần thay đổi phương hướng kỹ thuật. Ngoài ra còn thiếu một khoản kha khá để phát triển sản phẩm máu, nên không thể hoàn thành với tốc độ dự kiến. Chuyện chậm trễ thì có thể thông cảm được, dù sao thì đó cũng là một thiết bị quan trọng mà. Baymon, quả thật không thể qua loa được. Mà chậm một chút cũng đành chịu thôi. Giá như tôi cũng hiểu nghiên cứu thì tốt biết mấy, ít nhất cũng có thể giúp được phần nào. Này nói, lần này đến Fontaine, ngoài việc tìm kiếm nhà tài trợ và quảng bá trước cho sự kiện, tôi còn muốn dành thời gian để tìm kiếm nhân viên kỹ thuật ôm hiểu về lĩnh vực này. May mắn thay, nhóm phát triển phong tòa của Viện Khoa học Fontaine không chỉ hỗ trợ kinh phí mà còn nói sẽ giúp chúng tôi tìm kiếm nhân tài tương ứng nữa. Nhưng mà yêu cầu của họ là gì? Trên đài này không có bữa nào miễn phí cả. Baymon, vẫn thấy không yên tâm lắm. Chẳng lẽ họ không đòi hỏi gì sao? À, con đài nói nè, yêu cầu thì tất nhiên là có rồi. Đó là quyền đặt tay và là nhà tài trợ duy nhất. Cuộc thi luyện thú sau này có thể không còn được gọi là cúp Niloba nữa, mà chắc là cúp phong tài. Tài chính xác thì họ sẽ cung cấp sao? Tất cả thức uống bán cho khán giả sẽ do nhà tài trợ quản lý. Mọi thứ phải được thay thế bằng bàn phong tài, hạ các sản phẩm liên quan.
Bài bọn cũng giống như không có vấn đề gì nhỉ. Ngài thì thấy họ chỉ muốn mượn giấy đáo này để quảng cáo cho phần ta thôi. Không đúng, xét về tiếng tam thì giấy đáo của chúng ta mới là ban được hưởng lại. Nhìn từ góc nào thì chúng ta cũng sẽ lại hơn. Hiện giờ chúng ta cũng không có đối thủ cạnh tranh. Vì sao cứ để nhà tài trợ mới tự đấu giá vậy? Hai đi ra. Đấu giá ư? Ý là để nhà tài trợ mới và nhóm phát triển phân tài đấu giá để tài trợ cho chúng ta sao? Bề mòn. Có cả cách này nữa sao? Nhìn đúng là có nhiều ý tưởng mà. Nghe Hanija nói vậy thì tao thấy tình hình có vẻ có khả quan đấy. Nói không chừng hành trình đến phong ta lần này sẽ giải quyết được rất nhiều vấn đề đó. Hy vọng là vậy. Hanija. Hẹn gặp lại. Xem ra hai vị có việc phải làm rồi. Chúng tao sẽ còn ở lại đây thêm một thời gian. Lúc nào cũng có thể tái tìm tao để chào đấu nắm chiến thuật hạt trò chuyện đó. Rồi tới còn đây. Turina. Đạo trưởng, nếu có thời gian thì xin hãy chỉ bảo thêm cho tao nhé. Tao muốn trở thành chiến lược giả. Vậy chúng ta cho thêm một quán vậy. Được, xin đừng nương tay nhé. Ứng đáo với con nào cũng được hả? Sao, tao lại thành đạo trưởng rồi? Ồ, xin lỗi. Tao lại tưởng tượng ra tình cảnh sau khi hai vị gia nhập đội tuần tra đặc biệt rồi. Mặc dù chúng tao không thể trả nổi mức lương mấy chục triệu mà ra. Mấy chục triệu ở đâu ra vậy? Mình trả mấy tháng mấy triệu mà là đòi hỏi cầu quá. Nhưng nếu hai vị gặp được đội trưởng Chevrolet của thằng này là ê nữa ta, thì biết đâu cô ấy sẽ viết một lá thư giới thiệu để trả cho hai vị mức lương này đó. Chisori là đội trưởng của đội tuần tra đặc biệt của chúng tôi. Nó là một trong những xạ thủ vĩ đại nhất phong tan cũng chưa đủ. Đội tuần tra đặc biệt chúng tôi có truyền thống sử dụng súng. Mà đội trưởng hay là cái con nhân vật mà chuẩn bị nó ra mát ta. Con bóng, nhân vật bóng xô á. Chuẩn bị hình như cái sự kiện máu chuẩn bị update là gặp cái con đó. Cái con mà bịt một mát á. Sử dụng súng linh hoạt như vải tay vậy. Nghe nói cô ấy có thể sử dụng loại súng bình thường nhất để bắn trúng ánh nắng trong khoảng cách xa hơn 100 bước đó. Hiện tại thì đội trưởng đương nhiệm của mỗi phân đội đều là siêu xạ thủ do cô ấy đích thân huấn luyện và sát hạch khắc khe. Tôi là người máu nên chỉ có thể bắn trúng mục tiêu to cả cái đào từ khoảng cách trên dưới 150 bước thôi. Chà. Chuẩn đến thế sao? Ôi trời, đây là kỹ thuật bắn súng gì vậy? Hít bị khinh thường rồi. Số đoạn dược mà tôi luyện bán vẫn chưa đủ nhiều. Tôi sẽ nỗ lực thêm, tranh thủ tháng này luyện tập đủ hơi ngon lần diễn tập. Ghê á. Tóm lẽ, nếu sau này có cơ hội, tôi cũng sẽ hướng dẫn cho hai vị một ít kiến thức về bán súng. Xin hãy suy nghĩ về việc gia nhập đội tuần tra đặc biệt nhé. Hoặc ít nhất là trở thành đội viên đặc biệt cũng được. Nói về cô trước đã. Tao chỉ là người máu của đội tuần tra đặc biệt, chưa có chiến tích đón ghi nhận nào cả.
Vì vậy tao mới bị phế tới hỗ trợ sự kiện đau nắm chiến thuật của tiểu thư Haniya đó. Đương nhiên, như thế không phải đội tuần tra đặc biệt cho rằng đây là việc vặt. Sau khi xác định được những con nấm quỷ của tiểu thư Haniya không có nguy hiểm, thì tao mới tiếp nhận hạng mục này, cũng như thu thập các thông tin cần thiết. Nếu thật sự gặp phải ma vật nguy hiểm, thì đội tuần tra đặc biệt sẽ phái một số xạ thủ cùng robot chiến binh để tác chiến. Robot chiến binh sẽ dẫn dụ ma vật vào khu vực săn bắn. Xạ thủ ma phục ở đó sẽ bắn về phía chúng. Như thế mới có thể vào mục tiêu là tiêu diệt kẻ địch dưới điều kiện không quá tiêu hao tuổi thọ của robot chiến binh. Nghe lời hệ quá, có khi nào sẽ dùng để đấu pháo tao không? Đừng nói đùa thế chứ. Nếu như bọn là kẻ địch, phải nói là ngoại trừ đạo trưởng đích thân chỉ đạo, thì sẽ không có chiến thuật bình thường nào ức chế được bọn đâu. Nếu hai vị thấy hứng thú với chiến thuật của đội tuần tra đặc biệt, thì lần sau tao mang theo cuốn sổ tay đến giới thiệu cho. Xin hãy suy nghĩ về việc gia nhập đội tuần tra đặc biệt nhé. Hoặc ít nhất là trở thành đội viên đặc biệt cũng được. À, vậy thì cô phải cố gắng thêm rồi. Được rồi, tao vẫn quá yếu. Ý nó đau nắm quá yếu á. Mày còn nắm nữa mắt rồi ta. Không biết khi đấu xa, không biết còn nói chuyện với mấy con đó không à. Cứ hề có con làm ta. À, mấy con nắm đây. Robot thiên bình đứng cành à. Trời, cái chân của nó y như cái giò á. Đi hư hết mặt đất. Lót mấy cái việc đó đi giảm nót rồi. Chào đi chân bằng cái ngọn dô. Ngọn lửa hăng hoan. Rồi. Ôm lấy các đồng đội nắm quỷ thôi. Rồi à. Vui à. Rồi. Bài 1. Cho ôm nón trống tròn với những ngọn lửa hăng hoan rồi. Vui vậy. Từ từ đã. Bề mặt, mặc dù nhìn bề ngoài có vẻ không có thay đổi gì, nhưng hình như nón trống tròn và ngọn lửa hăng hoan đều hao lên căng mà. Chứng tỏ đồ ăn hàng ngày của chúng rất ngon. Chúng ta chăm sóc rất chu đáo. Bề mòn. Cứ thế này thì nói không chừng nón trống tròn và ngọn lửa hoàn hoàn sẽ to hơn chúng ta luôn đó. Lúc đó thì chúng ta sẽ có thể leo lên đào nón trống tròn cho nón trống tròn chạy đi. Nếu nón trống tròn mạnh thì đánh lượt ngọn lửa hoàn hoàn, chúng ta có thể tìm thú thù hoàn để cùng cưỡi nó đi vô ngọn. Bề mòn, có vẻ như các bọn nấm quỷ rất mong chờ chuyến đi này đó. Chờ khi kẻ tiến xong, ngập trí tuệ, thì nấm quỷ sẽ có thể tự do hành động mà không bị hạn chế rồi. Chúng ta sẽ đi đâu chơi đây? Dinh, chúng ta thử lập kế hoạch xem. Cho nấm quỷ an đã. Bề mòn, đúng nhỉ? Lần này chúng ta có rau cao kỳ diệu vị máu, chúng ta nên cho các bạn nấm quỷ an loạn ở đây. Phần tòa à? Hỏi. Đang cười à? Đang cười bay mon, đang cười. Hình như các bạn nấm quỷ sắp bay lên rồi. Hình như nấm quỷ không thể ăn món có nhiều bọt khí thì phải. Nếu đã tới phòng tàn rồi thì chúng ta cũng có thể đề cử cho Haniya lồm ra những rau cao kỳ diệu vị máu. Cho ăn vị cà phê đi.
Cất bọn năm quỷ trong có sức sống hơn rồi. Không lẽ trong rau cao vị cà phê nó có cà phê thật sao? À, kích thêm một cái nữa. À, cho vị có và khoai tây chiên. Không ngờ cóc bọn năm quỷ là thích món này. Không cán ăn thì sức khỏe chắc chắn sẽ rất tốt. Rồi. Cao nào nữa đâu. Đây là vậy mà đừng nói robot hiến binh. Hình như là robot hiến binh mà Turina mang tới đúng không? Khi chúng ta không ở đây thì nó sẽ chơi đùa với nấm quỷ sao? Quan sát nè, dường như robot chiến binh này đã gặt đào một cái phát ra tiếng động nhẹ của linh kiện khi hoạt động. Chẳng biết tại sao, rõ ràng là nó không nói gì, nhưng lại tỏa ra sự tâu nhã. Thật lễ phép để đặt cho nó một biệt danh vậy, gọi là tiểu thư thanh lịch nha. Linh kiện trên người robot chiến binh hình như đang nhấp nháy theo nhịp điệu vui vẻ. Có vẻ như nó rất khỏe làm. Chắc chắn các bọn nấm quỷ cũng rất vui khi được lồng quen với người bọn máy này đó. Tụm rào đi thôi. Tụm thào rào đi bê mòn. Chúng ta có thời gian rảnh rỗi tới chào với các bọn nấm quỷ nhé. Rồi xong. Cái này vẫn để thôi. Đợi khi mình chai thấy không biết nó nói chuyện gì nữa không. Mình nghĩ chắc có à. Nó có cái đoạn máy băng nước này chứ này nè. Máy băng nước phòng tòa. Đáo nắm chiến thuật dàn trận siêu dân thật. Máy băng phòng tòa đặc biệt. Vui chai thoải rồi. Tận hưởng phòng tòa. Cái này là suy nghĩ nha. Mở ngoặc đóng ngoặc là suy nghĩ. Hình như không thể mua phân toa từ chiếc máy này nữa. Có vẻ như giờ nó chỉ có tác dụng quảng cáo thôi. Vậy thở hả? Ủa cái tiếng vậy ta? Tự nhiên tủm tủm. Chả hiểu.